Bộ Giao thông Vận tải lập ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định số 192 trên QĐ Bộ Giao thông Vận tải với việc thành lập ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ban chỉ đạo do ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng ban, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm phó trưởng ban thường trực. Thành viên là lãnh đạo các đơn vị liên quan trong ngành giao thông vận tải như Cục Quản lý xây dựng và đất và chất lượng công trình giao thông, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ PPP, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Bộ Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Cảng vụ Hàng không Miền Nam, v.v. và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo quyết định số 1777 trên QĐ-TTG ngày 11 tháng 11 năm 2020 và quyết định số 1487 trên QĐ-TTG ngày 6 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo được giao thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, xem xét giải quyết các đề xuất kiến nghị của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam qua các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải hoặc đề xuất với Chính phủ có giải quyết xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo chủ trương đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2015. Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Riêng giai đoạn 1 là 114,450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ USD. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai dự án là dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 với tổng mức đầu tư là 4.664,89 triệu USD. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2025, gồm 4 dự án thành phần. Lễ khởi công đã được tổ chức vào tháng 1 năm 2021, phấn đấu hoàn thành vào năm 2024 và đầu năm 2025 đưa vào khai thác giai đoạn 1. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đang chậm so với kế hoạch. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công văn yêu cầu ACV đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng và sớm khởi công các hạng mục công trình, đồng thời khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, chỉ đạo các nhà đầu tư, chỉ đạo các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu thi công xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để thống nhất triển khai, đảm bảo chất lượng dự án theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Đối với gói thầu sang nền, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ACV triển khai thi công nhiều buổi, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo công tác sang nền để không thiếu mặt bằng làm ảnh hưởng đến triển khai các hạng mục công trình, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, thiết kế thi công chậm tiến độ,